Xin chào các bác. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác hình ảnh mở hộp của chiếc HUDS600. Đây là cái màn hình hiển thị thông tin lên kính lái, giúp cho việc quan sát ra các cái thông tin của xe, nó tiện lợi trong quá trình lái xe. Thì đây là chiếc hộp của thiết bị này. Đây mặt trước này. Mặt bên cạnh có logo và trang web của hãng WebVision này. Bên cạnh này cũng là thông tin này, là WebVision HUDS600, màn hình hiển thị thông tin này. Đây, bên này là các cái tính năng chính của cái thiết bị này. Thì đầu tiên là hiển thị tốc độ vòng tua máy này, tiêu thụ nhiên liệu này, vượt quá tốc độ, lỗi động cơ, điện áp, nhiệt độ, nước và lái xe quá lâu. Vậy bây giờ em sẽ tiến hành mở hộp cho các bác. Đây, đầu tiên mở hộp ra thì các bác sẽ thấy là sách hướng dẫn sử dụng. Sách này thì hoàn toàn bằng tiếng Việt. Tiếp theo thì trong hộp nó sẽ có hai cái hộp nhỏ này. Đây, cái hộp này là cái hộp bên trong có chứa chiếc dây để kết nối với xe. Thì cái dây này là dây sử dụng cổng OBD2. Cổng này hiện nay được sử dụng rất là phổ biến trên các cái loại xe từ đời khoảng 2010 trở lại đây, hoặc là một số cái dòng thì còn có thể là trước đấy. Một đầu là cổng OBD2, hầu như xe nào cũng có. Và một đầu kia là đầu mini USB. Tiếp theo, bên trong hộp thì còn có một cái chân đế. Thì cái chân đế này là dạng khi mà chúng ta bóc các cái miếng ni lông ở hai mặt ấy, thì chúng ta sẽ dán lên cái tablo của xe. Một cái đặc điểm rất là hay là cái này nó dán là nó không dính chặt và không ảnh hưởng gì đến, không lo là sau này chúng ta bóc ra là sẽ phải tẩy băng dính ở đây này. Ví dụ như là tôi đã lắp một cái demo đây, chúng ta thấy là nhấc lên rất dễ dàng đấy. Và khi mà chúng ta, có nghĩa là khi các bác đi thì cái miếng dán này nó cũng sẽ làm cho cái việc là cái thiết bị của chúng ta nó không bị rung lắc, nhưng mà chúng ta nó rất là dễ dàng thay đổi cái vị trí của nó. Tiếp theo là cái hộp tiếp theo ở trong cái hộp chính ấy. Đây là thân máy này. Thân máy được đóng gói khá là kỹ. Đây là mặt trước này. Mặt bên cạnh thì nó có gồm hai cái nút. Phía bên cạnh trái ở đây ạ, thì phía bên trái này là nút bật tắt này. Phía bên phải là cái nút điều chỉnh các cái thông số. Phía mặt trên của nó thì có một cái tấm kính hiển thị các cái thông tin. Đấy, thì khi chúng ta lắp đặt xong thì chúng ta sẽ mở lên như này. Còn là phía mặt trong của nó ấy, là các cái thông số nó sẽ hất lên cái kính đó. Và đằng sau ấy thì đây là cái cổng này, mini USB để cắm cái dây cáp vừa rồi vào cái cổng này. Kèm theo bên trong hộp của chiếc HUDS600 ấy thì là có thẻ bảo hành chính hãng của hãng WebVision này, có seri này, trùng với seri của sản phẩm, và một cái miếng để vệ sinh cái mặt kính cho sản phẩm.
Em sẽ hướng dẫn các bác cách lắp cái dây tín hiệu cho cái hấp hiển thị thông tin lên kính lái rất dần. Thì đầu tiên đấy là cái đầu OBD2 này, các xe sẽ đều bố trí nó ở vị trí là bên dưới cái vô lăng. Đấy, thì ví dụ như là ở cái xe Kia này thì cái cổng OBD2 đấy. Đấy thì đầu này sẽ bố trí cắm ở đấy. Còn cái đầu hấp này đầu cắm hấp ấy thì các bác đi làm sao đấy cho nó đi theo cái đường này để đưa lên mặt hấp luôn. Đây em lấy cái này. Đấy. Thì với con Kia này thì các bác mở cái phần này ra. Để cái việc đi dây dễ dàng thì các bác dùng cái dây mồi này. Đấy, đưa cái dây xuống đây. Xong là sẽ lấy băng dính cuốn cái đầu nối vào hấp vào cái dây mồi đấy. Đấy, sau đó là các bác kéo cái dây lên. Đấy, thì cái việc đi cái dây này nó cũng rất là đơn giản là vậy thôi. Đấy, sau đó là các bác lắp chiếc hấp hiển thị thông tin lên kính lái, là chúng ta nhét cái dây vào cái vị trí chân kính kia là được. Sau khi đi dây đến cái vị trí mà chúng ta thấy đặt cái chiếc hấp này thuận tiện đấy, thì các bác dùng cái khoe chúng ta đẩy cái dây này vào cái chân kính này và lắp cái nhựa vào cái cuộn A này như ban đầu này. Tiếp theo là cắm cái đầu chờ này vào chiếc thân của chiếc hấp S600. Cắm cái đầu OBD2 vào cái đầu OBD2 trên xe. Chờ đóng cái nắp, đóng các cái nắp nhựa lại. Toàn bộ cái quá trình lắp đặt này rất nhanh, chắc trong khoảng độ 5 phút là xong các bạn. Đấy, thì kết nối xong ấy, thì là nó sẽ đưa cái thông tin lên cái hấp hiển thị của chúng ta. Sau khi lắp đặt xong chiếc hấp West Vision S600 ấy, thì các bạn hãy dở cái quyển hướng dẫn sử dụng ra. Trong đây có rất là nhiều các cái thông số để chúng ta, trong này nó cũng có hướng dẫn lắp đặt này và hướng dẫn cài đặt các thông số. Đấy, ở đây cái chiếc hấp này thì nó có thể có một số các dạng hiển thị như trên này: chế độ tốc độ này, chế độ tốc độ vòng tua máy này,
chế độ tốc độ, khoảng cách lộ trình, tốc độ tiêu thụ nhiên liệu này, rồi tốc độ đồng hồ, tốc độ thời gian lái xe này. Thì để cài đặt đấy, chủ yếu là sử dụng cái nút đây, cái nút ở phía gần này, phía xa là cái nút bật tắt nguồn đấy. Để trong cái menu cài đặt của nó ấy, thì nó có tất cả là 13 cái menu. Sau đó có các cái chức năng nó hiện nói ở đây rất là rõ ràng rồi. Ví dụ như là tiêu thụ nhiên liệu này, rồi cảnh báo số vòng quay này, rồi hẹn giờ và tất các thứ, hẹn giờ cảnh báo tốc độ 4 lần này, cảnh báo tốc độ 1 lần này, chế độ hiển thị này, đơn vị tốc độ này. Đấy, điện áp các thứ, rất là nhiều cái thông tin. Thì để vào menu ấy, em hướng dẫn qua các bác là để vào menu ấy, thì các bác ấn giữ chặt vào cái nút ở gần phía chúng ta này. Đấy, đây là menu 0 này, menu 1 này, menu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Đấy, và để thay đổi thì các bác gạt lên gạt xuống, và để muốn thoát lưu và thoát cài đặt ấy, thì các bác ấn giữ chặt vào. Đấy. Còn trong cái chế độ này thì ví dụ chúng ta gạt lên thì nó sẽ chuyển qua giữa các cái đấy, ví dụ đây là chế độ đồng hồ và tốc độ này. Đấy, khi mà nó hiển thị này thì các bác muốn chuyển qua các chế độ tiếp theo thì các bác lại ấn thẳng vào. Đấy. Đấy, ví dụ như hiện hình EQ lên, chế độ hiển thị điện áp, tốc độ này, thời gian này, rồi là rất là nhiều, đây là chip, đây là cái khoảng cách lộ trình này. À, một cái tiếp theo em muốn hướng dẫn các bác là ví dụ cài đặt giờ, ví dụ như để điều chỉnh giờ nhá, thì các bác kéo cái nút này về phía chúng ta này cho nó kêu này. Đấy, xong đó các bác ấn về phía đằng trước này, giữ một lúc nhá, thì cái giờ, cái dây của nó sẽ thay đổi, sẽ nhấp nháy liên tục này để chúng ta thay đổi này. Chúng ta ấn vào một phát nữa để nó chuyển sang cái giờ này. Đấy, chúng ta ấn để thay đổi, ví dụ đây, đấy, ví dụ như là điều chỉnh, đây là ví dụ 3:16 nhá, thì các bác lại ấn vào này, đấy, ấn lên nó lên 16, đấy, thì sau khi xong ấy, thì các bác ấn chặt cái nút vào, đấy, là nó sẽ lưu. Ở cái chế độ này, là cái chế độ ví dụ như là hiển thị giờ này, thì khi mà chúng ta gạt qua các cái chế độ khác ấy, ví dụ như là gạt lên này, đấy, xong là ấn gạt lên, ví dụ như là nhiệt độ nước là mát này, xong ấn thì nó sẽ chuyển qua các cái, bao giờ nó chuyển về chế độ giờ thì chúng ta sẽ thay đổi được giờ. Đấy, có cái đồng hồ đây.